Cây giống hoa hồng xin chào anh các chị cùng toàn thể các bạn. Lại vừa xuống vườn nhặt được một lô cây giống lên thì tiếp tục lên lô cho anh các chị cùng toàn thể các bạn nhé. Đây là một lô cây hoa hồng 6 cây. Đầu tiên là hoa hồng cổ Sơn La nhé, cổ đỏ nhé. Cổ đỏ Sơn La không phải cổ son nhá, cổ đỏ Sơn La. Dạng bán neo đấy ạ, giống hồng cổ Hải Phòng ấy. Nhưng mà cổ bông rất là cứng này. Cái giống này thì càng về trồng càng lâu thì nó sẽ càng đẹp, và so cây khi mà to từ 1 năm trở lên là thường xuyên cho hoa chùm nhá. Cổ rất là cứng và hoa rất là đẹp. Tiếp theo là cây hoa hồng Cremie đen. Một cái giống hoa hồng màu trắng xanh bơ. Rất là đẹp nhá. Cây đang khỏe đẹp. Tiếp đến là một cây hoa hồng màu trắng pha ánh hồng. Cây này là một giống hoa hồng của Đức. Khi mà nhập giống thì em nó có bảo là hoa hồng Lapin. Nhưng mà hiện tại thì kể cả em nó lẫn em thì vẫn chưa tra được tên nhé. Thì mọi người nếu mà mua thì cũng cứ gọi nó là Lapin. Để sau nếu mà có tên chính thức tiếng Anh thì em sẽ bổ sung cho mọi người. Nhưng mà giống này rất là đẹp, thơm nhẹ và sai hoa dễ chăm lắm ạ. Hoa hồng Jamukan. Đây là cây hoa hồng Jamukan nhé. Jamukan Nhật Bản. Một cái giống hoa hồng rất là dễ chăm, lâu tàn và sai hoa. Hoa hồng sọc đỏ Seth Ulysson. Cây đang rất là khỏe mạnh nhé. Seth Ulysson. Cây cuối cùng là cây Aoi. Aoi. Ai lấy cả 6 cây này sẽ là 600.000 cộng ship nhé các anh các chị nhé. Nếu mà ai quan tâm đến cái lô hồng ngoại 6 cây này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915 882 513 nhé. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn lần sau nhé.